Như thường lệ, tiểu mục luật sư của bạn sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ với luật sư Nguyễn Thanh Hà, công ty luật FP Law. Trước tiên xin được chào luật sư và cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi tới luật sư câu hỏi của khán giả Bùi Công Thơm. Nội dung câu hỏi như sau ạ. Tôi là công dân Việt Nam sinh sống tại Hà Lan. Hiện có một công ty xuất khẩu lao động của người Hà Lan hoạt động tại Hà Lan đã gần 10 năm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, muốn hợp tác với tôi mở văn phòng đại diện tại Hà Nội để xét tuyển và xuất khẩu lao động người Việt Nam sang các nước châu Âu. Vậy chúng tôi phải làm các thủ tục gì, ở đâu và cần gặp ai để mở được văn phòng cũng như là tuyển dụng được người lao động Việt Nam ạ? Liên quan đến câu hỏi của bạn Thơm thì tôi xin trả lời như sau. Thì hiện nay thì để đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong lĩnh vực gọi là tuyển dụng và xuất khẩu lao động ra nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam có thể lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc là công ty cổ phần hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn. Bên cạnh đó thì nhà đầu tư cũng có thể xem xét trước khi mà kinh doanh thì xem xét về việc là mở cái văn phòng đại diện tại Việt Nam để nghiên cứu thị trường, xúc tiến đầu tư và trước khi mở công ty. Thì hiện nay thì đối với lại cái thương nhân nước ngoài là các cái doanh nghiệp nước ngoài thì có quyền mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Và hiện nay thì chính phủ Việt Nam ban hành cái nghị định 07/2016 quy định rõ về các cái điều kiện mà thương nhân nước ngoài được mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Thì tại đây tôi nêu ra thứ nhất là các cái điều kiện để lập văn phòng đại diện, thứ hai là bộ hồ sơ để lập văn phòng đại diện, và thứ ba là thời gian để giải quyết cái hồ sơ đối với văn phòng đại diện. Thì thứ nhất là tôi nêu về các cái điều kiện để mở văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Để mở văn phòng đại diện thì thương nhân nước ngoài được thành lập và đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật của nước mình. Thì trong trường hợp này thì cái doanh nghiệp này phải là kinh doanh hợp pháp và đã đăng ký kinh doanh tại Hà Lan. Thứ hai, đó là thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 1 năm kể từ ngày được thành lập hoặc đã đăng ký. Thì đây là một cái điều kiện rất là quan trọng. Ví dụ như là các cái công ty mà mới thành lập thì chưa thể là lập được cái văn phòng đại diện mà ít nhất phải hoạt động được 1 năm. Thứ ba, đó là trong cái trường hợp mà giấy đăng ký kinh doanh hoặc là giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời gian hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 1 năm tính từ ngày nộp hồ sơ. Cái điều đựng thứ tư đó là nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với các cái cam kết của Việt Nam trong các cái điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ năm là trường hợp nội dung của hoạt động của văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý chuyên ngành. Trong trường hợp này thì đối với cái lĩnh vực đó là tuyển dụng và xuất khẩu lao động thì cái cơ quan chức năng ở đây là Sở Công Thương, tỉnh, thành phố, trung ương sau khi nhận hồ sơ xin lập cái văn phòng đại diện thì có thể sẽ tham khảo ý kiến từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội là cái cơ quan quản lý chuyên ngành về lao động đi nước ngoài làm việc. Sau khi mà doanh nghiệp thương nhân nước ngoài mà đáp ứng các cái điều kiện như tôi đã nêu ở trên thì thương nhân sẽ chuẩn bị một cái bộ hồ sơ để lập cái văn phòng đại diện. Thì cái bộ hồ sơ sẽ gồm những cái tài liệu như sau. Tài liệu thứ nhất đó là cái đơn đề nghị cấp cái giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký tên, đóng dấu. Bản sao cái giấy đăng ký kinh doanh hoặc là có cái giấy tờ giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài đã được dịch ra tiếng Việt hoặc là được hợp pháp hóa lãnh sự. Cái tài liệu thứ ba là văn bản của thương nhân nước ngoài cử bổ nhiệm cái người đứng đầu văn phòng đại diện. Người đứng đầu văn phòng đại diện có thể là người Việt Nam hoặc là người nước ngoài làm trưởng văn phòng đại diện. Thứ tư, đó là cái bản sao cái báo cáo tài chính có kiểm toán
hoặc là các cái tài liệu, giấy tờ khác có giá trị tương đương do cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận chứng minh cái sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các cái tài liệu này phải được dịch ra tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh sự. Thì tôi cũng lưu ý cái điểm này là trong trường hợp mà doanh nghiệp mà không có cái báo cáo tài chính hoặc chưa có cái báo cáo tài chính thì có thể chứng minh bằng các cái tài liệu khác, ví dụ như là cái tài liệu là đã từng tiến hành là nộp các cái khoản thuế tại cái quốc gia mà cái thương nhân đó hoạt động. Thứ năm là cái bản sao hộ chiếu hoặc là giấy chứng minh thư nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân nếu là người Việt Nam, hoặc là bản sao hộ chiếu nếu là người nước ngoài của người đứng đầu cái văn phòng đại diện. Thì ai mà được bổ nhiệm làm trưởng văn phòng đại diện thì phải bổ sung các cái giấy tờ hộ chiếu hoặc là chứng minh thư nhân dân như tôi đã nêu trên. Thứ năm, tiếp đó là các cái tài liệu về dự kiến làm cái địa điểm đặt cái trụ sở văn phòng đại diện. Thì đấy là các cái tài liệu mà thương nhân nước ngoài cần phải chuẩn bị trước khi lập cái văn phòng đại diện tại Việt Nam. Và điểm thứ ba mà tôi muốn trình bày ở đây đó là thời gian để các cái cơ quan chức năng xem xét và cấp cái giấy chứng nhận giấy phép là thành lập văn phòng đại diện thì được quy định cụ thể trong cái nghị định 07/2016. Cụ thể đó là trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì Sở Công Thương sẽ kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu mà hồ sơ chưa hợp lệ và đầy đủ. Còn trong vòng 7 ngày kể từ ngày mà hồ sơ hợp lệ thì Sở Công Thương cấp cái giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải có văn bản nêu rõ lý do. Đây là các cái bước để một cái thương nhân nước ngoài là doanh nghiệp xuất khẩu lao động có thể lập cái văn phòng đại diện tại Việt Nam. Và tôi hy vọng là bạn sẽ xem xét các cái điều kiện và chuẩn bị các cái tài liệu, hồ sơ như tôi đã trình bày ở trên và tiến hành là nộp cho Sở Công Thương. Và sau khi mà có giấy phép văn phòng đại diện từ Sở Công Thương thì văn phòng đại diện cũng tiến hành khắc cái con dấu và tiến hành là đăng ký với cơ quan thuế để hoạt động một cách hợp pháp. Và hàng năm thì văn phòng đại diện cũng tiến hành là có các cái báo cáo hoạt động mà gửi lên Sở Công Thương. Đấy là một số các lưu ý cho cái quá trình hoạt động của văn phòng đại diện. Vâng, xin cảm ơn luật sư.